Vâng, em xin chào tất cả các anh em nha. Hôm nay cũng về được một lô đồng hồ mới, cũng gồm 26 chiếc. Trong đó thì cũng có rất nhiều siêu phẩm nha, vàng đúc như Omega, Longines, Rolex và các dòng đồng hồ cơ cổ Thụy Sĩ. Em sẽ link từng mã một để anh em giao lưu nha. Anh em thích mã nào thì alo trực tiếp số điện thoại, nhắn tin qua kết bạn qua Zalo giùm em nhé. Dạ, mã đầu tiên là em về là một chiếc Rolex vàng đầy đét nha anh em ơi, đầy đét vàng đúc 18K nha, vàng đúc 18K. Một chiếc Rolex vàng đúc 18K niên khí á. Size này là size 36 anh em nha. Đây, núm ring Rolex luôn này. Núm ring Rolex ha. Vỏ vàng đúc 18K nó triện này. Nó sẽ triện gồm 3 chỗ này. Đời này là đời năm số 16018 anh em. Rolex 16018 ha. Đây là cái mã số của nó này. Nó có hai cái mã số lận. Và bên này là đời 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 mã số của nó ha. 16018. Em mở máy anh em xem nha. Anh em mình xem cái máy của nó này, máy dòng này chạy máy 3035 anh em nha. 3035, hai bánh xe tím cực đẹp luôn. Bộ máy cực kỳ đẹp luôn ha. 3035. Ở đây. Trong nắp đáy của nó này ha. 1600 ha. 18K. Đầu và đâm. Size con này là size 36 nha anh em nha. Dòng này nó có size là size 36, size mặt size 36, vỏ vàng đúc 18K. Mã số 1 chiếc Rolex Daydate này. Năm số này em bán với giá 152 triệu nha anh em nha. 152 triệu cho chiếc Rolex mã số 1 nha. Tiếp tục em lên mã số 2 này. Mã số 2 em về đây là một chiếc Rolex. Mã số 2 một chiếc Rolex Cellini nha anh em. Vàng đúc 18K luôn nha. Vỏ vàng đúc 18K, chiếc này là vàng hồng. Vàng hồng 18K cực kỳ đẹp luôn này. Núm zin Rolex luôn này. Con này là cơ cót nha anh em nha. Con này cơ cót. Nó đúc 18K vàng hồng, vàng 9K nha anh em, vàng 9K. Vàng đúc vỏ vàng đúc 9K nha, lộn xin lỗi. Vỏ vàng đúc 9K nha anh em nha. Vàng đúc 9K nó đặc biệt, nó có một cái triện 9K chỗ này nè. Cực kỳ nhỏ anh em, khó thấy lắm. Đây. Cái này mình phải dùng lúp mình mới nhìn được ha. Vỏ vàng đúc 9K. Rolex Cellini. Máy cơ lên dây nha anh em nha. Dòng này là dòng lên dây nha, lên cót á. Dòng lên cót á, em đo cái xe mặt của chiếc này bao nhiêu. Size mặt của chiếc này là nó hơn 33 tí nha anh em nha. Size em cho là size 33 đi. 33. Chiếc Rolex Cellini vỏ vàng 9K nha, vàng đúc 9K em bán với giá là, mà chiếc này vàng hồng nha anh em nha, mặt số zin luôn ha. Chiếc này em bán với giá là 32 triệu nha anh em nha. 32 triệu cho một chiếc Rolex Cellini. Rolex Cellini ha, cái càng nó đúc liền. Cái càng nó đúc từ bên này, thanh này nó đúc từ bên này qua bên kia luôn ha. Nó có triện luôn ha anh em nha. Nó triện trên cả cái thanh này luôn, cực kỳ nhỏ anh em nhìn dùng lúp mình mới thấy ha. Rồi, mã số 2 với giá 32 triệu nha anh em nha. Hai chiếc Rolex, một chiếc auto, một chiếc cơ lên dây. Và tiếp tục em về một chiếc mã số 3 là một chiếc Longines anh em nha. Longines Lasix 6 viên xoàn, vỏ vàng đúc 18K. Vỏ vàng đúc 18K. Automatic vỏ vàng đúc 18K, đáy thuyền anh em nha, đáy thuyền lớn nha. Đáy thuyền lớn. Đó, thuận buồm xuôi gió đây ha. Thuận buồm xuôi gió. Núm zin logo luôn ha. Vỏ vàng đúc 18K. Đặc biệt con này mặt số là mặt zin có 6 viên xoàn nha anh em. 6 viên xoàn. Em mở máy cho anh em xem. Mặt zin có 6 viên xoàn luôn. Rồi đây. Máy và bên trong nắp đáy ha. Cực kỳ đẹp. Bộ máy răng cưa nha anh em nha. Lát xếp là chạy máy răng cưa. Đáy thuyền vàng đúc 18K. Con này có size mặt là size 35, automatic 1 lịch. Mặt số có 6 viên xoàn nha anh em nha.
Mã số 3 em bán với giá 52 triệu nha anh em. Mã số 3 52 triệu. Thân càng vỏ còn cực đẹp luôn này. Mấy con này nói chung là khách xài người ta giữ rất là kỹ nha. Nói chung khi đến tay người dùng, người ta xài những con này người ta rất là chăm chút. Người ta đeo, người ta chăm chút ghê lắm. Vì nó là hàng sưu tầm. Người ta rất là chi là nâng niu nó ha. Mã số 3 với giá 52 triệu nha mấy anh em nha. Rồi tiếp tục em lên mã số 4 ha. Mã số 4 em về cũng là một chiếc Long Zing Lát Ship, nhưng mà đặc biệt con này là lịch thượng nha. Con này là lịch thượng. Lịch thượng cũng là vỏ vàng đúc 18k luôn, núm zing luôn ha. Nhưng mà đặc biệt đây, chiếc này là đáy thuyền nhỏ nha anh em. Đáy thuyền nhỏ và đáy thuyền lớn như thế nào em sẽ để hai con em phân biệt ha. Nó đều là đáy thuyền zing hết. Nhưng mà nó là một thuyền nhỏ, một thuyền lớn ha. Đây, em coi cận cảnh luôn ha. Đó. Cái đáy thuyền lớn nó rất là giá trị, nói chung cái gì nó lớn nó cũng giá trị hơn hết anh em ha. Cái đấy thì nhỏ thì nó lại giá trị nó hơi thấp hơn. Vỏ vàng đúc 18k cũng cực kỳ bán cạnh luôn. Zin nguyên em bao zin nguyên tuyệt đối luôn, cả mặt số rồi luôn hết luôn ha. Automatic lịch thượng nha anh em nha. Chiếc này cũng y chang chiếc kia luôn, nó không khác gì hết, nhưng mà nó chỉ khác là nó là một chiếc thuyền lớn và một chiếc thuyền nhỏ thôi. Đây em mở máy anh em xem. Nó là cùng đời với nhau nhưng mà gọi là thuyền lớn và thuyền nhỏ thôi. Đều là thuận buồm xuôi gió hết ha. Đều là Long Zin vàng đúc 18k thuận buồm xuôi gió. Một con là thuyền nhỏ, một con là thuyền lớn. Rồi mã số 4, chiếc thuyền nhỏ này em bán với giá là Long Zin vàng đúc 18k, này em bán với giá là 48 triệu nha mấy anh em nha. 48 triệu cho những chiếc này, người ta sưu tầm, người ta nâng niu nó ghê lắm. Đây. Cực kỳ là bán cạnh này. Đẹp mê ly anh em ha. Mã số 4 với giá là 48 triệu nha anh em. Và em lên mã số 5. Mã số 5 là một cái siêu phẩm. Một siêu phẩm đến từ nhà Long Zin. Đây là một chiếc Long Zin Doctor Watch nha anh em nha. Cực kỳ hiếm có trên thị trường. Cực kỳ hiếm luôn ha. Những chiếc này ở những cái phiên đấu giá bên nước ngoài nó từng lên tới 13.000 đô luôn ha. Siêu phẩm này nó lên tới 13.000 đô luôn. Long Zin Doctor Watch vàng đúc 18k nha anh em nha. Chiếc này là Long Zin Doctor Watch vàng đúc 18k, nó triện những cái đầu càng này. Đó, nó triện hai cái đầu càng này. Vỏ vàng đúc 18k zin nguyên luôn mấy anh em nha. Đặc biệt vì sao cái là nó là Long Zin Doctor Watch? Vì cái mặt số của nó là nó có hai bộ kim, một là kim dây nó tách riêng với lại kim kim giờ ở trên này ha. Kim giờ kim phút nó tách riêng ra. Cái kim dây mình nhìn rời ra, nhìn nó giống như đồng hồ treo tường nha. Đây là để là Long Zin Doctor Watch, nó là đồng hồ dành cho bác sĩ nha anh em nha. Vì khi cái kim dây và cái kim giờ nó không bao giờ nó che nhau, để cho khi bác sĩ người ta làm việc á, người ta không bị che cái dây của nó rất là tỉ mỉ. Người ta chỉ nhìn cái dây, người ta canh, người ta mổ xẻ làm gì, người ta canh cái kim dây này này, họ cho độ chính xác cao ha. Một chiếc Long Zin Doctor Watch ha. Chiếc này em đang bán với giá là 3.600 đô nha anh em nha. 3.600 đô thì tầm loanh quanh nó khoảng cỡ 80 hơn nha, 80 triệu hơn tí nha. Đấy. 80 triệu hơn tí ha. Giá con này đã từng đấu lên tới là 13.000 đô luôn anh em nha. Đã từng có những phiên đấu giá chiếc này lên tới 13.000 đô. Chiếc này đang hiện inox mà nó đang nằm bên nước ngoài á, là nó đang có giá là 5.000 mấy mình. Anh em nào mà thật sự sưu tầm những dòng Doctor Watch này thì không thể bỏ qua cái chiếc Long Zin này được. Đấy. Chiếc Long Zin này em bán với giá là 3.600 đô nha anh em nha. Rồi mã số 5 với giá 3.600 đô ha. Rồi mã số 6. Mã số 6 em có một chiếc Omega Constellation. Constellation cũng là vỏ vàng đúc 18k luôn mấy anh em nha. Vỏ vàng đúc 18k luôn này. Đáy đài thiên văn cực kỳ sắc nét luôn ha. Dây này là chỉ là dây Omega linh kiện thôi mấy anh em nha. Nhưng mà là dây hạt gạo nha, Omega linh kiện hạt gạo em gắn vào cho nó đồng bộ với chiếc này cho nó đẹp ha. Cực kỳ đẹp, anh em nhìn giống như nguyên con nó đúc 18k vậy đó ha. Chiếc này là nó gọi là nó đẹp xuất sắc luôn, bán cạnh luôn nè ha. Từng cái cạnh gốc của nó chưa hề có mòn gì hết nè. Đấy, mặt số zin kim cọc cài đá đen. Automatic một lịch nha, nấm zin luôn nha anh em nha. Đấy. Đài thiên văn cực kỳ sắc nét luôn, giỏ thì sĩ Water Pro luôn ha. Water Pro. Rồi, chiếc này có size mặt là size 34.5 anh em nha. Ở chiếc này em bán với giá 42 triệu nha anh em nha. 42 triệu mã số 6 với giá 42 triệu nha anh em. Mã số 6 một chiếc Omega Công T Lê Sinh vàng đúc 18k bán cạnh với giá
42 triệu cho mã số 6 ha. Tiếp tục em lên mã số 7. Mã số 7 em về một siêu phẩm. Nhà Longjing Chronograph nha anh em nha, Longjing Chronograph. Đặc biệt chiếc này là vỏ vàng hồng đúc 18K, size cực kỳ to, size nó là size rất to luôn nha, 37.5 luôn. Vỏ vàng đúc 18K mấy anh em. Đặc biệt con này bộ máy của nó là bộ máy Chronograph cổ nha anh em. Siêu cổ luôn. Con này nó rất sâu tuổi rồi. Wow, cái đây đai nó cứng ghê. Cái mấy con này ra là cả vấn đề đó mấy anh em, cho anh em chiêm ngưỡng cái bộ máy của nó. Anh em nhìn nó mới, anh em mới phê mới xuống tiền nó được, chứ còn khi mà mình không nhìn được cái bộ máy của nó là mình không bao giờ dám xuống tiền mấy con này. Con này là đáy cải. Cho nên em cho em chút thời gian nha. Em cải cái đáy này ra. Đây. Mình em nhìn nó có hai miếng, một miếng bảo vệ ha, một miếng bảo vệ metal. Metal này em nghĩ chắc bằng đồng thôi, nó cũng vàng trẻ. Bộ máy của nó là trước tiên mình phải chiêm ngưỡng cái bộ máy Longjing của nó đã, rồi mình đã phân tích tới các chi tiết khác. Đây, bộ máy Longjing Chronograph anh em nhìn thấy kinh điển không, bộ máy cực kỳ siêu kinh điển luôn ha. Anh em cần chi tiết gì anh em cứ liên hệ, em sẽ gửi qua con này chi tiết. Nó có hai miếng bảo vệ, một miếng nằm ngoài, một miếng nằm trong nha mấy anh em. Miếng này nằm ngoài là vàng 18K này, miếng nằm trong này em nghĩ nó bằng đồng nhưng mà nó cũng vàng chóe. Hai thằng nó vàng giống y chang, là nó không hồng hồng y chang nha luôn. Đó. Siêu phẩm nhà Longjing nha anh em, size 37.5. Máy cốt siêu cổ nha. Dòng này chạy Chronograph mặt zin đồ luôn hết luôn nha, tất cả zin nguyên hết. Chiếc này em bán với giá 33 triệu nha mấy anh em nha. 33 triệu cho dòng siêu phẩm này ha, Chronograph Longjing. Máy cốt siêu cổ size 37.5. Chạy là 5 kim 3 núm ha, Chronograph. Vỏ vàng hồng 18K. Đây mình bấm đây là đâu rồi, bấm dưới này là đứng này. Bấm cái nữa trô kim là sao? Trô kim là cái nút trang ta. Dưới đứng. Đâu ta? Lâu lắm mà cũng xài là cái gì? Mấy cái dòng Chrono này. Chỉ bấm dừng kim mà đứng kim nè, đứng kim. Rồi con này bị lỗi rồi, con này bị lỗi Chrono rồi anh em nha. Tạm thời con này thì chắc em phải sờ ba nó lại đó, em đi cho thợ làm đã. Tại cái Chrono của nó bấm nút này là nó nhảy về này, nhưng mà nó bị sao nó đứng luôn rồi. Thôi tạm thời cái con này em sẽ khoan đã bán nha anh em nha, em phải xử lý cho nó ok hết đã. Nó nhảy đồ ổn định ấy đã rồi em mới bán được nha. Giống như nó bị có một trục trặc vậy ha. Con này em sẽ xử lý xong rồi em sẽ báo anh em. Nó đang cái nút Chrono bấm trô kim nó không về này. Ok, tạm thời con này thì em phải xử lý lại, em về em cũng chưa kiểm tra luôn ha. Rồi mã số 7 con này tạm thời em kiểm tra, nếu anh em nào thích thì em vẫn bán với cái giá là 33 triệu, em bao là hoàn thiện hết cho mấy anh em nha, bao chạy bao ngon lành hết cho mấy anh em. Rồi tiếp tục em lên mã số 8 ha. Mã số 8 em về một phiên bản Omega Constellation. Omega Constellation ha, con này là phiên bản cực kỳ hiếm luôn ha, phiên bản cực kỳ hiếm. Nó đặc biệt cái con này trên niền và dây thì chỗ nào mà màu vàng nó là vàng đúc 18K nha. Cứ màu vàng trên dây, trên mặt số là vàng đúc 18K. Bộ máy vàng luôn ha. Bộ máy vàng, đặc biệt cái con này á. Đem lấy nét rồi đó. Đặc biệt con này là đáy của nó là cũng là một đáy thuyền. Nhưng mà thuyền này là thuyền chiến mấy anh em nha. Đây, thuyền chiến. Đó là đáy thuyền mà thuyền chiến mấy anh em nha. Đó. American. Vest gì đó, vest Gucci hay là cái gì đó. Bộ máy của nó là bộ máy tứ quý một luôn ha, cực kỳ đẳng cấp nha. Automatic vàng của Omega, như cứ trên mặt đây các thông số nó triển lên em này, của nhà Omega này, cứ trên dây của nó, trên niền của nó, cái nào màu vàng là bằng vàng đúc 18K. Đặc biệt con này phiên bản đáy thuyền, phiên bản limited nha, cực kỳ hiếm có ha.
Dây thì còn dài thoải mái cho anh em 80 kg ha, tám mấy ký đeo thoải mái nha. Size con này là size mặt 36 nha. Chiếc này em bán với giá 32 triệu nha anh em nha. Mã số 8 với giá 32 triệu nha mấy anh em nha. 32 triệu cho mã số 8 này nha. Rồi, tiếp tục em lên mã số 9 nha. Mã số 9 em về một chiếc cũng là Omega Constellation luôn ha, siêu đẹp luôn ha. Chiếc này là đặc biệt là niềng trên này là niềng vàng đúc này, thân quanh nó cáp gold ha, thân quanh nó cáp gold. Đó, đáy là đáy logo vàng đúc. Đáy là đáy logo vàng đúc. Núm zin ha, dây là dây bọc nha, dây và khóa là bọc còn cực đẹp luôn này. Dây khóa bọc còn cực đẹp luôn mấy anh em nha. Đó, nó vàng, nước vàng của nó còn cực đẹp luôn. Mặt đặc biệt con này là mặt lụa luôn này. Đó, mặt lụa. Và em coi cái size con này nè, size nhìn ngoài nó to ghê. Wow, size con này, size ngang của nó nằm tới 36.5 lần anh em nha. Con này cổ nha, dòng đời cổ. Giá em bán con này 14 triệu 500 nha mấy anh em nha. 14 triệu 500 cho con Omega này. Đó, cực kỳ đẹp luôn, nói chung con này là đẹp xuất sắc luôn. Không chỗ nào chê luôn ha. Mã số 9 nha, với giá 14 triệu 500 nha mấy anh. Rồi, tiếp tục em lên mã số 10 nè. Mã số 10 là một chiếc Omega Constellation bát quái đề mi niền vàng hồng đúc thân cấp vàng hồng luôn nha. Logo vàng hồng luôn mấy anh em nha. Logo vàng hồng. Núm zin Omega luôn này. Đây cái logo vàng hồng này, cái niền nó bằng vàng hồng luôn ha. Kim cọc số vàng hồng nổi luôn ha. Em mở máy mấy anh em xem. Có quả banh này mấy anh em mở nó tiện lắm á. Nó khỏi bị trầy. Nó khỏi bị trầy bị xước rồi. Đây. Bộ máy của chiếc Omega Constellation Demi niền vàng hồng đúc, logo vàng hồng đúc này mấy anh em ơi. Máy 561 nha. Size con này có size mặt là size 35.5 nha mấy anh em nha. Size mặt con này là size 35.5. Em bán với giá 29 triệu 500 nha mấy anh em nha. 29 triệu 500 cho mã số 10 nha. 29 triệu 500 mã số 10. Và tiếp tục em lên mã số thứ 11 nha. Mã số thứ 11 em về là có một chiếc Tudor nha. Tudor niền khía nha. Mặt vàng lụa nha. Mặt lụa nha anh em nha. Mặt vàng lụa này. Mặt vàng cực kỳ đẹp luôn. Vàng này vàng châm banh á. Đấy. Niền vàng đúc. Niền vàng đúc. Thăng cấp nha anh em. Thăng nó cấp gold nha. Cấp vàng này rất đẹp nha. Núm của này là nó là đệ của Rolex cho nên nó lấy cái núm là vương miện của Rolex luôn ha. Trong này kể cả trong các này nó cũng tiện là vương miện của Rolex hết luôn nha mấy anh em. Đây. Đặc biệt chỉ có khác nhau là cái bộ máy này. Bộ máy và những cái thông số truyện bên trong á là nó sẽ khác thôi. Đây bộ máy của chiếc Tudor này cũng không thua kém gì Rolex em, nhưng mà nó khác nha anh em. Nó đẳng cấp nó thấp hơn tí. Đây, Montrich Tudor nha anh em. Tudor xa ha. Đó. Chiếc Tudor này có size là size 34 nha anh em nha. Size 34. Chiếc này hôm nay em sale em bán với giá là 30 triệu 500 nha anh em nha. 30 triệu 500 cho mã số thứ 11 nha anh em. Mã số thứ 11, 30 triệu 500 nha. Rồi, tiếp tục em lên mã số thứ 12 nè. Mã số thứ 12 em có một chiếc Antenna Matic. Chiếc này thì cũng có nhiều phiên bản em lên rồi ha. Nay em cũng lên nhanh thôi. Nó vỏ bằng vàng đúc 18K, núm zin, mọi thứ zin hết. Nguyên bản hết, mọi thứ zin hết ha. Không có gì thay đổi. Chiếc này thì hôm nay chỉ có thay đổi cái giá thôi. Size con này là size 33. Chỉ có thay đổi cái giá thôi ha. Mặt của nó là mặt màu xám xi măng. Chiếc này em bán với giá là 21 triệu 500 mấy anh em nha. 21 triệu 500, giá cực kỳ rẻ rồi ha. Giá con này giống như giá cân vàng. 21 triệu 500, giá nó cân lên tầm khoảng 4 chỉ mấy là đủ giá tiền nè. 21 triệu 500 cho mã số thứ 12 nha. Rồi em lên mã số thứ 13 này. Mã số thứ 13 này em về là một chiếc Mont Blanc anh em nha. Mont Blanc kim cọc số học trò nổi, kim cọc số học trò vàng nổi này, automatic kim cọc số học trò vàng nổi, đặc biệt đi kèm nó là lịch lọc ha, lịch lọc, núm zin của Mont Blanc luôn ha, đây nó khác hết luôn trên này, Mont Blanc luôn ha, vỏ bọc vàng còn cực kỳ đẹp nha mấy anh em nha, vỏ bọc vàng còn rất đẹp, chiếc này automatic nha mấy anh em nha, xem mặt con này là size bao nhiêu đây? Xem mặt chiếc Mont Blanc này là size 36 nha anh em nha. 36 cho chiếc Mont Blanc này. Mặt đen, zin, lịch lọc. Size 36.
Mã số thứ 13 em bán với giá là 18 triệu 500 nha mấy anh em nha. Size 36, 18 triệu 500 nha. Mong bờ lăng ha. Rồi em lên mã số thứ 14 ha. Mã số thứ 14 em về một chiếc Omega Mycin nha anh em. Automatic niền vàng hồng đúc nha. Mặt hai lòng luôn ha. Mặt trong cũng vàng hồng luôn nè. Kim cọc số vàng hồng nổi. Núm zin Omega này ha. Núm zin móng ngựa Omega. Đáy Omega. Đó. Con này đặc biệt là nó là niền vàng hồng nha mấy anh em nha, niền vàng hồng automatic, niền vàng hồng Omega Mycin nha. Dòng này anh em mua mới nó cũng 2-3 ngàn á, 2-3 ngàn đô, mắc lắm, 2 ngàn mấy 3 ngàn đô. Nó là dòng tái bản đời mới, nó size 35 nha anh em. Dòng này nó đã dùng kính sapphire rồi nha, đã dùng kính sapphire rồi ha, sapphire mo cong này, niền vàng hồng ha, automatic một lịch. Chiếc này em bán với giá 19 triệu nha mấy anh em nha, 19 triệu cho mã số thứ 14 nha. À, em lên mã số thứ 15 này. Mã số thứ 15 em cũng về một chiếc Omega Automatic Chronometer luôn này. Con này là dòng này dòng coi xe nha. Đó, niềm vàng đúc luôn này, cũng là niềm vàng đúc. Đặc biệt đúng zin có móng ngựa luôn này. Đặc biệt chiếc này là phiên bản Omega, này là phiên bản Omega Olympic đấy mà anh em. Omega Olympic nha, có logo Olympic luôn ha. Automatic niềm vàng đúc nha. Automatic niền vàng đúc. Cọc số là cọc số hoa văn nha, cực kỳ độc nha, niền vàng đúc automatic. Dòng này là dòng đời mới luôn rồi nha, cũng chạy kính sapphire luôn rồi ha. Automatic luôn. Rồi chiếc này em cũng bán đồng giá với chiếc kia là 19 triệu luôn ha anh em nha. Đồng giá với chiếc Mycin luôn, 19 triệu hai chiếc bằng nhau, size bằng nhau. Có khác nhau một cái chỗ logo đáy và cái mặt số ha. Tùy anh em thích thôi ha. Mã số thứ 15 là cũng 19 triệu luôn anh em nha. Rồi em lên mã số thứ 16 này. Mã số thứ 16 này em cũng sale nha. Một chiếc Longines Conquest nha anh em nha. Niền vàng đúc nha anh em. À con này không có niền, sorry, con này là cáp gold thôi nha. Con này cáp gold nhưng đặc biệt mặt con này là mặt xước vàng nha, mặt sớ vàng nha. Đi nhấn mạnh thêm đó là ba cọc xoàn nha, ba cọc xoàn, ba cọc số xoàn gốc 6912 nha. Núm zin luôn này. Đáy con này là đáy cá chép. Đáy cá chép. Size mặt chiếc này có size mặt là size 34.5 nha mấy anh em nha. 34.5. Đây, máy của nó này. Bộ máy của Longines cũng còn khá đẹp mà. Lâu quá không lắc nè. Chiếc Longines này em bán với giá này em sale ha. Em bán với giá là 11 triệu nha mấy anh em nha. 11 triệu cho chiếc Longines này ha. 11 triệu cho chiếc Longines. Mã số thứ 16 ha anh em nha. Mã số thứ 17 là em về một chiếc Omega Automatic lọc cọc nha mấy anh em nha. Niền vàng đúc 4 chân cáp nha mấy anh em nha. Niền vàng đúc 4 chân cáp, núm zin có mòn theo thời gian này. Đáy con này là đáy ngựa đôi nha anh em nha, ngựa đôi. Đáy ngựa đôi, cực kỳ đẳng cấp này, đáy ngựa đôi. Đi kèm với đó là một ông thằng Atlantic luôn. Con này có size mặt là size 34.5. Wow, đời này đời máy lọc cọc luôn. Đời máy lọc cọc ha, vàng hồng zin luôn này mấy anh em này. Đó, lọc cọc này. Đấy, nó cứ vậy thôi, tính qua tính lại thôi. Seamaster nha. Đặc biệt con này tới 5 dòng chữ lần luôn nha mấy anh em nha. Seamaster 5 dòng chữ luôn, kính nó có trầy nhẹ nha, em sẽ đánh bóng cho mấy anh em luôn. Đó, kính nó có trầy nhẹ. Automatic rồi, chiếc này có giá là 9.500k nha mấy anh em nha. 9.500k cho mã số thứ 17 nha mấy anh em. 9.500k cho mã số thứ 17. Rồi, tiếp tục. Em lên mã số thứ 18. Ủa, chiếc này sẽ dặn nó cái tục tục ra đó. Chưa vô khớp của nó. Đúng khớp của nó mới vô được. Chiếc này là mã số thứ 17 với giá 9.500k nha mấy. Rồi em lên mã số thứ 18 nha. Mã số thứ 18 em về một chiếc Universal Chronograph luôn ha, lịch lọc mấy anh em nha. Chronograph lịch lọc. Con này vỏ bọc vàng hồng. Vỏ bọc vàng hồng nha. Núm rồi là cũng vàng hồng thấy luôn ha. Đặc biệt con này bộ máy của nó cũng không thua kém gì cái máy con Longines vàng hồng này đâu. Nhưng mà con này hoàn thiện hơn, hoàn chỉnh hơn, không bị hư chrono nha. Đây, bộ máy nó là máy vàng hồng luôn mấy anh em nha. Universal Geneva nha anh em, bộ máy vàng hồng luôn ha.
cực kỳ siêu kinh điển luôn này. Đó, máy của nó cổ cũng không thua gì cái con Longines này đâu. Đây, nó không thua gì con Longines này đâu anh em nha. Những đời dòng đời đời cực kỳ cổ này, sâu tuổi lắm rồi. Thập niên 194 mấy tới giờ đó. Rồi con này có size mặt là size 36.5 nha anh em nha. Universal. Đây, để bấm cho nó dừng kim này này. À, nút dưới mới dừng kim. Rồi, chạy. Nhấn nút dưới là về giữa này. Nhấn cho nó chạy. Đó. Về trô. Ok. Giờ mình bấm nút này là nó chạy lại nè. Rồi, chiếc Universal này em bán với giá là 16 triệu 500k nha anh em nha. Universal này với giá 16 triệu 500k. Rồi, mã số thứ 18 với giá 16 triệu 500k nha anh em nha. Rồi, tiếp tục mã số thứ 9 ha. Mã số thứ 9 em có một chiếc Omega Scimitar Inox nha anh em nha. Omega Scimitar Inox, núm zin luôn này. Đáy ngựa nha. Đáy ngựa Omega Scimitar Inox review đáy ngựa này. Đó. Dây khóa là dây khóa linh kiện thôi anh em nha, cũng là Omega nhưng mà dây khóa Omega linh kiện thôi ha. Mặt con này mặt lụa zin luôn nha anh em nha. Rồi em đo size mặt của chiếc này. Size mặt của chiếc này là size 34.5, nó automatic. Đáy nó đúc liền em không mở được ha. Những chiếc nào em không mở máy được là do đáy nó đúc liền hết mấy anh em. Đó. Rồi chiếc này em bán với giá 8 triệu 200k cho mấy anh em nha ha. 8 triệu 200k cho một chiếc Scimitar Inox nha ha. Những thời đỉnh điểm nó bán tới 11 triệu 10 triệu mấy 11 triệu quá anh em. Giá cực kỳ sập sàn cái tới này rồi ha. Mã số thứ 19 nha. Với giá là 8 triệu 200k. Rồi em lên mã số thứ 20 nha mấy anh em nha. Mã số thứ 20 là một chiếc Piaget nha anh em. Xếp top gọi là top 2, top 3 gì thế giới á. Đứng top 2, top 3 gì thế giới ha. Một chiếc Piaget. Vỏ vàng đúc 18k nha anh em nha. Vỏ vàng đúc 18k này. Vàng đúc 18k. Cái đặc biệt con này automatic, cái búa ở bên trong nó bằng vàng đúc 24k mới ghê chứ. Thường thường là vàng mình cả là thường thường mình thấy là vàng cả 18 là của dòng Thụy Sĩ là thấy là nhiều rồi, con này tới nó vàng đúc tới là 24k luôn, ghê thiệt. Cứng quá này mà, em sẽ mở máy sau đi. Rồi con Piaget này em bán với giá cũng là đang giảm rất mạnh này. 52 triệu nha mấy anh em nha. 52 triệu cho chiếc Piaget này ha. 52 triệu cho chiếc Piaget này. Giảm cực kỳ mạnh luôn anh em nha. 52 triệu cho chiếc Piaget mã số thứ 20 nha. Mã số thứ 21. Mã số thứ 21 em về một chiếc Bulova Acoustic Automatic 6 kim dây vảy rồng luôn mấy anh em này. Đây, vàng đề mi vàng hồng nha, đề mi bọc vàng hồng nha mấy anh em. Đề mi bọc vàng hồng. Núm luôn cũng vàng hồng, chiếc này là vảy rồng luôn mấy anh em nha. Nhìn rất là hầm hố này. Bộ dây vảy rồng nhìn ghê. Size nó rất to nha, size này anh em nào tay cực kỳ to đeo chiếc này là hầm hố luôn. Size con mặt con này nó size tới size 42 lần ha. Size ngang nó 42, hai lịch nha. Rồi nó cũng chạy lịch chronograph luôn. Cũng dùng cái gì, bấm đứng kim này trô kim ha. Đó. Bấm đứng kim rồi bấm trô kim này. Đó. Chiếc này đời mới cho nên nó những cái chrono nó còn cực kỳ ngọt nha. Rồi mã số thứ 21 em bán chiếc này với giá là 19 triệu 500 nha. Mới nó đang bán là nó đang sale nó còn khoảng 46 triệu này sao. Chiếc này còn cực kỳ đẹp nha. Giá chưa bằng một nửa giá của hãng luôn. Đấy, đời mới cực kỳ nặng tay. Anh em nào tay to đeo chiếc này thì khỏi chê luôn. Rồi tiếp tục mã số đó là mã số thứ 21. Rồi mã số thứ 22 mấy anh em nha. 22 em có một chiếc Rado quả trứng nha, đề mi vàng. Đặc biệt con này là logo nó bằng vàng đúc luôn anh em. Logo bằng vàng đúc có mòn theo thời gian rồi. Dây đề mi vàng zin luôn, cả khóa cả dây luôn ha. Dây zin khóa zin, mọi thứ là con này nguyên zin nguyên bản luôn ha. Chiếc này là máy cũng zin luôn, máy vàng chóe luôn. Chiếc Rado này anh em sưu tầm đeo thì khỏi phải chê luôn, không có chỗ nào chê hết. Em bán cũng với giá cũng mềm mại thôi. Giá chiếc Rado này anh em sale giá còn 3 triệu 200k cho mấy anh em nha. Em đo quên đo cái size mặt con này.
Size mặt chiếc Rado này có size mặt là bao nhiêu đây? Ồ, size đẹp. Size 36 nha anh em nha. 3.200.000 cho mã số thứ 22 nha anh em. Rồi, tiếp tục em lên mã số thứ 23 này. 23 là em về một chiếc Longines Last Ship nha anh em. Mặt xước lụa nha anh em, mặt xước lụa rất đẹp. Đây này, chân càng thăng võ là còn cực kỳ đẹp luôn. Đó, con này là dòng len dây. Longines dòng len dây. Quá bán cạnh luôn, đẹp gọi là đẹp cực kỳ luôn, núm zin luôn anh em nha. Nào cái núm này anh em mà tìm mua không nó cũng cả triệu bạc rồi đó. Chứ nó không rẻ đâu. Chiếc Longines này nó giá trị lắm. Cái đồ linh kiện của nó cực kỳ mát luôn. Con này dòng lên dây nha mấy anh em, zin em bao zin tất tật nha. Em sẽ gửi hình máy qua cho mấy anh em sau. Xe mặt con này có xe mặt là xe 33. Xe mặt 33 em bán với giá chỉ có gọi là cho mấy anh em chơi không bao giờ xả lỗ luôn nè. 2.900.000 cho chiếc này. Mã số thứ 22 2.900.000. Và mã số thứ 23 là em về một chiếc Đinh Hiêu. Cơ chế là pin, chạy pin. Kim cọc số là mã màu đen rất đẹp. Niên của này là đặc biệt, con này là niên vàng 18k. Đó. Khóa 18k. Khóa này cái chỗ màu vàng của nó là vàng 18k. Còn trong này nó đề mi ha, đề mi vàng. Một chiếc đương hiệu của thị sĩ nha mấy anh em. Swiss Medquad chuẩn thị sĩ luôn ha. À, chiếc này đương hiệu này em để em đo size. Chiếc này của size nam nha mấy anh em, 36. Chiếc này em bán với giá là 3 triệu nha mấy anh em nha, 3 triệu cho chiếc đương hiệu này. Cái niền không có khi đủ tiền nè. À, mã số thứ 23 đúng không anh em? À, mã số thứ 23. Với giá là 3 triệu thôi nha anh em nha. Mở đó mã 23, 24 ta. Sao? À, mã này là mã 24, sorry anh em nha. Mã 24 với giá là 3 triệu nha anh em. Mã 24 với giá 3 triệu. Rồi tiếp tục em lên mã số thứ 25. Mã số thứ 25 là em về một chiếc Rolex. Rolex nha anh em, dòng này thì nó là siêu phẩm hàng rep nha anh em, hàng rep, siêu phẩm hàng rep, nó chạy máy của nó là máy 7750 á. Máy này thì mấy anh em khỏi phải bàn nữa, nó chạy cực kỳ chuẩn, dòng này là nước non là khỏi phải sợ luôn. Để em lấy cái băng em mở ra này. Nó là hàng rep, rep cao cấp, dùng tới bộ máy 7750 luôn mà anh em này. Anh em nhìn bộ máy 7750 nó cũng khủng ghê lắm. Đó. Anh em nhìn máy nó đẹp, cực kỳ đẹp luôn ha. Nó tới nỗi mà nó không thiếu một cái chi tiết nào trong này hết. Đây là hàng rep cao cấp nhất nè. Những con này anh em mua mà mua ngoài thị trường nó nằm giá 20 mấy triệu không à. Nhưng mà nó không có đặc biệt, như con này là của một bác khách mua về 20 mấy triệu, nhưng mà chơi là đính luôn thêm máy viên xoàn vào đây cho anh nhìn cho nó đẳng cấp, cho nó giống hàng thật luôn ha. Đó, xoàn đính anh em, này. Đó, xoàn đính qua gần cả núm, đính nguyên cả mấy cái gọi là cái đây, cái quai nó luôn. Còn ở trên này là một cái niền gọi là niền đá bảy màu cực kỳ đẳng cấp luôn. Mặt số của nó thì đây, mặt số của nó là mặt số xoàn nè, cọc xoàn nè. Đó. Nói chung là chiếc này anh em đeo vào là không có chỗ nào gọi là bì được, nó giống thực tế, nó giống cả dây, cả khóa, cả mọi thứ, nó giống đẳng cấp, mà nó còn lên cả xoàn nè, anh em nhìn cực kỳ lấp lánh luôn ha. Rồi, chiếc này em bán với giá là 10.500.000 nha anh em nha. Mã số thứ 25 10.500.000 nha, chiếc Rolex nha. Rolex. Mọi chức năng hoạt động đầy đủ nha, con này là nước non, anh em đi là kính sapphire luôn, anh em đi bao nước bơi lặn cũng không sợ đó luôn nha. Chiếc này cực kỳ là gọi là nầu đồng cấu đá này. Rồi tiếp tục em lên mã số thứ 26. Mã số thứ 26 là một chiếc Universal nha anh em, của nữ nha anh em nha. Universal của nữ, zin cả khóa luôn nha, cái khóa nó này, khóa zin của nó luôn anh em. Núm nó núm zin luôn, cũng có chữ U luôn nè. Đây, dây bọc vàng cực kỳ đẹp ha. Dòng này dòng có tay nha mấy anh em. Đang chạy luôn nha, dòng này có tay chạy ầm ầm luôn ha. Con này anh em là sưu tầm tặng vợ thì size mặt của nó là size 18 nha anh em nha. Size mặt size 18 bọc vàng chi nguyên cả dây luôn ha. Ở chiếc này em bán với giá 1.200.000 thôi nha anh em. À, số thứ 26 1.200.000 nha anh em. 1.200.000. Và em giao lưu với anh em một cái kính
kính cổ nha anh em nha, cây kính cổ. Đây, kính này là kính quay nha anh em nha, kính quay 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 gì đây này, là hơi mờ này. Xa quá nó mờ, nó không lấy nét được, chữ nó hơi nhỏ để em zoom lên coi cho nó lấy nét đây được. À đây, đó, lấy nét được rồi anh em nha. Wheel ha, kính wheel, bọc của nó là bọc 1/12 nha anh em, 10k, 1/10, 12k gold fill, 1/10, 12k gold fill. Đó, kính này gọng ghét rồi ha, nó cũng có mòn nhẹ theo thời gian hết rồi anh em nha, cây kính này có mòn nhẹ theo thời gian, nhưng mà đặc biệt nó zin tuyệt đối nha anh em nha, kính này kính quay zin tuyệt đối nha, đó, zin tuyệt đối luôn, kính này zin tuyệt đối. Em bán cây kính này với giá chỉ gọi là 5.500.000 thôi anh em, dòng này anh em mua thường thường nó cũng rơi vào 10 mấy triệu đó, cây này nó cũng ngang với lại kính kênh đó. Em bán 5.500.000 cho cây kính quay này anh em, trồng xanh rau muống nha anh em. Đấy, trồng xanh rau muống à, với giá là 5.500.000 nha anh em. Rồi tiếp tục em có thêm một chiếc 8.800 vàng hồng nha anh em nha, 8.800 vàng hồng cực kỳ đẹp luôn, chưa bỏ sim nha anh em, 8.800 vàng hồng ha, đen và hồng xin nguyên hết luôn anh em nha ha. Chiếc này em bán 8.800 này em bán cho anh em với giá là cũng mềm thôi, để anh em sưu tầm kính đồng hồ điện thoại luôn. Cái này em bán với giá là 5 triệu thôi nha anh em nha. Cái 8.800 này với giá 5 triệu đang hoạt động nha anh em, chỉ cần lắp lắp sim vào là xài thôi ha. Pin cũng 2 ngày ha. Gọi nghe cũng 2 ngày thoải mái ha. Đấy, cái bật lên là mở khóa, trượt xuống là khóa này. Chức năng đồ là hoạt động đầy đủ hết. Rồi, với giá 5 triệu cho cái 8.800 này thôi. Rồi, em cũng xin phép xuống video, em cũng xin cảm ơn tất cả các anh em. Anh em nào mua đồng hồ thì đăng ký kênh, bấm subscribe giúp em ha. Bấm đăng ký kênh giúp em, khi nào em lên video mới thì anh em sẽ được thông báo có các video mới. Còn anh em nào thích các mã đồng hồ nào bên em á, thì anh em nhắn tin hoặc alo trực tiếp qua số điện thoại của em luôn ha. Anh em muốn xem hình thực tế thì anh em gọi anh em kết bạn Zalo. Còn những anh em nào xem qua video mà thấy cũng rõ nét, nói chung em quay cũng nếu mà rõ nét hoặc là không rõ nét thì anh em cần xem hình thực tế thì anh em kết bạn qua Zalo giùm em, số điện thoại của em ha, 0569192939. Em cũng xin nhắc lại số điện thoại Zalo của em là 0569192939 anh em ha. Anh em kết bạn Zalo thì nhắn qua số điện thoại đó giùm em. Còn muốn em tư vấn gì thì cứ gọi trực tiếp qua cho em ha. Em xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em ạ.